Lâm, Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 sau nhiều năm ở ẩn, nhan sắc vẫn đỉnh cao, cho con học trường đắt đỏ. Thực sự là cũng cảm thấy rất là vui, là vì lâu lâu mình mới đăng, chắc phải đến một năm đăng được một hai cái tấm hình, nhưng mà mọi người vẫn nhớ đến mình, vẫn yêu quý mình, cho nên là Lâm thực sự là rất vui. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam lần đầu tiên được khởi động vào năm 2008 đã thu hút sự quan tâm từ đông đảo công chúng, với những cái tên rất quen thuộc trong showbiz hiện tại như Dương Trương Thiên Lý hay Võ Hoàng Yến. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và được xứng tên với ngôi vị cao nhất là người đẹp gốc Thái Bình Nguyễn Thùy Lâm. Đây là nàng hậu đầu tiên không sử dụng tên thật khi đăng quang mà sử dụng nghệ danh, bởi tên khai sinh của cô là Nguyễn Thùy Trang, bị trùng với tên một ca sĩ chuyên trị dòng nhạc dân ca nên gia đình đã đặt cho người đẹp cái tên là Thùy Lâm để sử dụng hoạt động nghệ thuật. Ngoài ra, mọi người đã biết đến cô nàng trước khi cô tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ qua vai diễn Quỳnh Hoa trong bộ phim Kiều Nữ và Đại Gia. Đây được xem là một vai diễn để đời, tạo được tiếng vang lớn nhất trong sự nghiệp phim ảnh của người đẹp. Cô cũng là người đầu tiên đạt được thứ hạng ấn tượng trong lịch sử của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc với top 15 Miss Universe. Ngoài ra, năm đó cũng là lần đầu tiên Việt Nam giành được quyền đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới. Thùy Lâm hoạt động nghệ thuật từ rất sớm, chỉ mới 4 tuổi, cô nàng đã sinh hoạt ở nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh và được chọn ra mắt với nhóm nhạc nhí TMT. Nhóm nhạc nhỏ tuổi này đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công với những show diễn ở trường học và sân khấu. Đáng tiếc là một năm sau đó, nhóm phải ngừng hoạt động. Nhưng sự nghiệp ca hát của Thùy Lâm đến sau này vẫn rất thành công khi cô từng đoạt giải tư tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2004. Sau đó, cho ra mắt nhiều MV cũng như song ca với những tên tuổi đình đám thời bấy giờ. Cuộc đời là đại dương mênh mông, đi ngược xuôi đến đâu tìm đâu, bên bờ mới bao dài. Ngay nhỏ, Thùy Lâm thường xuyên nhận được lời mời đóng quảng cáo, chụp ảnh. Nhưng đến năm 13 tuổi, gia đình lại hướng cho người đẹp theo nền tảng kinh doanh nên đã đưa cô đi du học ở Đức. Tuy nhiên, có lẽ cuộc đời của cô gắn liền với nghệ thuật nên trong thời gian học tập tại nước ngoài, cô vẫn bén duyên trở thành người mẫu và được ký hợp đồng với một công ty có tiếng thời bấy giờ. Sau đó, Thùy Lâm cũng trở về nước để tiếp tục con đường sự nghiệp của mình. Người đẹp luôn chứng minh cho khán giả thấy mình không phải là bình hoa di động. Khi ngoài người mẫu và ca hát, cô nàng còn tham gia nhiều bộ phim đình đám như Ghen, Hộ chiếu vào đời hay Tây Sơn Hào Kiệt cùng với Lý Hùng. Năm 2010, khi chị vừa mới 23 tuổi, cô nàng đã có tất cả trong tay, từ tiền tài đến danh tiếng. Nhưng sau cùng, Thùy Lâm lại quyết định rút khỏi ngành giải trí và đến với cuộc sống hôn nhân. Điều này để lại cho khán giả rất nhiều tiếc nuối. Được biết, cô kết hôn cùng tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn, người từng hợp tác cho cơ quan đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và hiện đã thành lập công ty riêng. Nàng hậu ngoài chăm sóc gia đình cũng thường xuyên giúp đỡ chồng mình trong công việc. Cô nàng không chỉ biến mất khỏi showbiz mà còn rất hiếm hoi cập nhật tình trạng của mình trên trang cá nhân. Khi bài viết mới nhanh chóng nhận được sự tương tác cao, thì nàng hậu đã quyết định livestream để cảm ơn người hâm mộ và tâm sự cuộc sống của mình với mọi người. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm mà dân tình có thể thấy Thùy Lâm, vì trước đó cô nàng đăng ảnh rất nhỏ giọt và hầu như không đăng video hay livestream. Nhan sắc của cô nhanh chóng khiến mọi người ngỡ ngàng khi vẫn trẻ trung và mặn mà. Thùy Lâm xuất hiện với mặt mộc, đánh son nhẹ nhàng. Cô cho biết mình nhìn vẫn còn trẻ, có thể do bản thân khá kỹ tính trong việc chăm sóc da. Được biết, hiện tại cặp đôi đã cho ra đời hai nhóc tì đáng yêu. Dù đối với công chúng, Thùy Lâm vẫn là một cô gái dịu dàng với nụ cười ngọt ngào, nhưng trong việc giáo dục con cái, Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 rất cứng rắn. Ngoài ra, sự xuất hiện của con gái nàng hậu cũng gây ấn tượng lớn khi sở hữu nhan sắc xinh xắn và đáng yêu của mẹ. Nhiều năm trước khi bé còn nhỏ, mọi người thường nói cô bé giống ba, nhưng càng lớn càng thấy nhan sắc của con gái sở hữu gen của mẹ nhiều hơn. Thùy Lâm cho biết, mình rất vui khi nghe mọi người nói vậy và chia sẻ việc cô cảm thấy biết ơn người hâm mộ vì đã luôn nhớ đến mình dù cô vắng mặt rất lâu ở showbiz. Hiện tại, cặp đôi cho hai con học tại trường quốc tế ở Hà Nội với chương trình căn bản được giảng dạy bởi giáo viên nước ngoài. Học phí của ngôi trường được xem là khá cao khi dao động từ 59 đến 77 triệu đồng. Có thể thấy cuộc sống hiện tại của Thùy Lâm không còn vướng bận nhiều đến showbiz. Cô nàng chuyên tâm làm mẹ bỉm sữa và chăm sóc cho gia đình của mình. Nhưng những ấn tượng trong sự nghiệp của nàng hậu để lại trong lòng khán giả rất sâu sắc. Ngoài ra, nhan sắc đỉnh cao dù đã là bà mẹ hai con của người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ và bày tỏ mong muốn nàng Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 sẽ thường xuyên cập nhật tình hình với người hâm mộ nhiều hơn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.